Để liên tục chương trình, đầu tiên xin cảm ơn cô Lan đã cho chúng ta thấy được cái điều trị hen ở Việt Nam. Lần đầu tiên có một guideline hướng dẫn cụ thể. Và cảm ơn tiến sĩ Tường Oanh đã cho chúng ta nhìn lại hen nhẹ là như thế nào và cái giải pháp cụ thể ở bệnh nhân hen nhẹ để xuyên suốt đó, để sâu chuỗi lại tất cả trong điều trị hen, đó chính là kế hoạch hành động. Bác sĩ Võ Trần Thiên Quân đã cho chúng ta nhìn được cái kế hoạch hành động giúp cho sự gắn kết của bệnh nhân và thầy thuốc tốt hơn. Và liên tục thì chúng ta nhìn lại còn một phần nhỏ xíu thôi, cho dù nó chỉ là nhỏ xíu nhưng mà nó gây khó cho bao nhiêu người, chính là hen nặng. Hen nặng thì được nghiên cứu từ lâu rồi và được sử dụng cái thuốc để điều trị nhắm tới mục tiêu. Và cái thuốc này mình ví von giống như là cái vũ khí hạng nặng. Thế thì như thế nào là một bệnh nhân hen nặng? Bài trình bày của tôi hôm nay gồm có các phần. Đầu tiên, tôi nói qua về cái điều trị sinh học ở bệnh nhân hen nặng. Phần thứ hai, đánh giá cái hiệu quả của IGE và cái đáp ứng lâm sàng của nó. Và phần thứ ba là người ta yếu tố tôi dự đoán được rằng liệu rằng tôi sử dụng cái thuốc vũ khí hạng nặng này nó có đem lại cái hiệu quả khả quan hay không. Và cái thứ tư là những ca lâm sàng mà bệnh viện chúng tôi đã đạt được trong quá trình điều trị ban đầu và phần kết luận. Thế thì một phần nhỏ đó chính là hen nặng, chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Mình phải hiểm xem coi cái tần suất hen nặng nó là bao nhiêu, điều thì điều rằng mình can thiệp như vậy đem lại lợi ích nhiều hơn hay không. Này, thế thì trong tần suất, một cái nghiên cứu ở Hà Lan cho chúng ta thấy rõ được rằng chắc rõ là tần suất hen nặng là chiếm tỷ lệ 3,7% ở trong tất cả các bệnh nhân hen. Dĩ nhiên hen nặng sẽ làm cho ta khó, khó chính là mình khó kiểm soát nó. Rồi khó như thế nào? Thì mình hiểu được định nghĩa cái hen nặng. Hen nặng được định nghĩa là tình trạng hen này không được kiểm soát về triệu chứng, hay là mình kiểm soát kém về mặt triệu chứng. Tức là bệnh nhân này luôn luôn có triệu chứng. Cái thứ hai, bệnh nhân có nhiều hơn 2 đợt kịch phát trong một năm mà cần phải sử dụng cái corticoid uống, hoặc là bệnh nhân có lớn hơn 1 đợt kịch phát nặng cần phải nhập viện. Thế thì ở bệnh nhân không kiểm soát rồi, bệnh nhân như thế nào gọi là hen nặng? Tức là đã không kiểm soát mà mình đã tối ưu quá cái vấn đề điều trị của mình. Mình đã tăng bậc tối đa, mình đã điều trị bệnh nhân tuân thủ cực kỳ tốt, chẳng hạn như kế hoạch hành động chẳng hạn, bệnh nhân đã kiểm soát tối ưu tất cả các yếu tố có thể làm bệnh nhân trở nặng. Và một cái điểm đặc biệt, mình kiểm soát rồi đó, nhưng mình hạ bậc điều trị thì mình lại bị thất bại. Thế thì như thế nào gọi là cái hen điều trị tối ưu? Thì trong đó có quan trọng và cốt lõi trước là mình phải khống chế cái nền viêm. Nền viêm này chính là ICS, corticoid dạng hít, cái liều của nó phải là liều tối đa. Cái thứ hai, chúng ta đã kiểm soát được thêm một cái thuốc kiểm soát thứ hai, hoặc là chúng ta đã sử dụng cái corticoid đường uống. Như vậy, bệnh nhân hen nặng này đã sử dụng corticoid liều cao. Như thế nào gọi là liều cao? Thì ở một cái nghiên cứu ở Canada cho chúng ta thấy được rằng một cái ICS liều cao ở hai nhóm corticoid chúng ta hay thường dùng nhất chính là budesonide và fluticasone là lớn hơn 500 ở fluticasone và lớn hơn 800 ở budesonide. Thế thì cho dù chúng ta đã tăng cái liều tối đa rồi, tại sao nó không đáp ứng? Chúng ta hãy nhìn lại cơ chế như thế nào. Thì rõ ràng năm 2020 nó đã cho chúng ta thấy được cái cơ chế của bệnh hen, nó có sự xuất hiện những cái thành phần mới. Nó chia làm hai nhóm, đó là một cái nhóm viêm T2 và viêm không T2 và một cái nhóm thông thường. Cái nhóm viêm T2 này có là tăng eosin dị ứng và tăng eosin không dị ứng. Và mấu chốt vấn đề chính là cái TSLP. TSLP này đó là một hormone tăng trưởng, nó kích hoạt cái lympho T của tuyến ức. Và cái tác dụng này nó làm gì? Là tùy theo cơ chế bệnh nhân mà nó sẽ đưa đến các hóa chất trung gian nó khác nhau ở những cái phóng tích hoạt động khác nhau. Chẳng hạn như ở cái nhóm viêm T2 thì TSLP này nó là kích hoạt hai con đường khác nhau. Liên quan tới đầu tiên nó làm cho trình diện kháng nguyên ở tế bào thu gai. Và bệnh nhân này là ở tế bào thu gai này nó làm trình nguyện gan OS40NL, làm cho tế bào T2 ngây thơ của CD4 này nó biệt quá nhanh hơn và chuyển hóa thành TH2 cell. Tại đây nó phân tích thành
nó phóng thích ra nhiều cái interleukin khác nhau. Cụ thể là interleukin 43 nó lại tác động lên tế bào B, interleukin 5 tác động lên sự tăng trưởng eosinophil, và interleukin 13 nó lại tác động lên cơ trơn đường thở, một mặt tác động tế bào đài. Tất cả những yếu tố này nó là diễn. Ngoài ra, cái TSLP này không đơn giản chỉ có tác dụng ở bệnh nhân có cái viêm eosin tăng dị ứng, mà nó còn có ở cái nhóm không do tăng dị ứng. TSLP có liên quan với lại TH17, tại này nó tác dụng trực tiếp lên cái bào trần, không liên quan gì tới yếu tố dị ứng. Ngoài ra, có một cơ chế còn đang mổ ngỏ là TSLP này nó lại tác động đến cái tế bào macrophage. Cái này người ta sẽ nghiên cứu nhiều hơn, và đã có nhiều nghiên cứu nghĩ rằng nó sẽ nhắm vào cái mục tiêu là TSLP. Rõ ràng rằng qua cái cơ chế này, chỉ đơn thuần mình tăng cái ICH không có lẽ là chưa đủ, bởi vì có quá nhiều cái hình endotype nó rất khác nhau. Ở như IRA tăng IRA, bệnh nhân có interleukin 5 tăng lên, bệnh nhân có interleukin 13, vân vân. Thế thì người ta nghiên cứu nhiều chất để nhắm vào cái mục tiêu này. Thì từ đó năm 2019, Rina đã đưa ra vào sự điều trị sinh học ở bệnh nhân hen nặng. Ở một thứ 6B này, người ta chỉ cần nhắc ở bệnh nhân điều trị cái thuốc sinh học, hay còn gọi nói nôm na cái vũ khí hạng nặng, nhìn vào cái mục tiêu đó. Rõ ràng ở Rina 20, người ta đã ghi ra rõ rằng có 4 thứ thuốc mà hiện giờ dù chế phẩm sinh học được công nhận để FDA được công nhận để điều trị nhắm chúng đến mục tiêu, chính là thuốc kháng IRA đã omalizumab và kháng interleukin 5, interleukin 5R, interleukin 14. Nhưng tại Việt Nam chúng ta chỉ có một thứ thôi, thuốc kháng IRA omalizumab duy nhất Việt Nam được Bộ Y tế công nhận. Thế thì hiệu quả kháng IRA này như thế nào? Rõ ràng chúng ta nhìn sơ đồ cái vai trò IRA trong cái miễn dịch dị ứng này nó rất là rộng. Rõ ràng có nhiều cái vị trí pha cấp, gồm có vị trí 1, 4 và 6, và pha muộn của nó gồm chỉ 2, 4 và 5 và 6. Thế thì thuốc omalizumab nó giúp chúng ta làm điều gì? Nó tác động trực tiếp, ngăn chặn trực tiếp sự phóng thích IRA và gián tiếp phóng thích ra các hóa chất trung gian gây viêm, gây co thắt đường thở, vân vân. Thế thì nghiên cứu nào cho chúng ta thấy rằng lợi ích đó chính là Cochrane. Cochrane này là một tổng hợp hồi quen nghiên cứu của nhiều nghiên cứu, thì người ta thấy 25 nghiên cứu đã được nghiên cứu so sánh tác dụng omalizumab ở bệnh nhân hen so với giả dược, cũng như bệnh nhân đang được điều trị bằng cái thuốc thông thường điều trị hen. Về cái tiêu chí là đợt kịch phát, người ta thấy rằng ở nhóm điều trị có omalizumab rồi, nó làm giảm nguy cơ đợt kịch phát đầu tiên tới 45% ở 10 nghiên cứu trên tổng số 3.261 bệnh nhân, ở tất cả bệnh nhân hèn được theo dõi trong 16 đến lại 60 tuần. Và cũng giống như vậy, người ta thấy rằng là ở cái nhóm sử dụng omalizumab rồi, làm giảm đi 50% số đợt kịch phát hèn ở bệnh nhân ở mức độ trung bình với nặng. 7 nghiên cứu trên tổng số bệnh nhân 2.889 bệnh nhân, mức độ chứng cứ mang độ mức trung bình. Với cái tiêu chí tử vong và nhập viện và biến cố bất lợi, rõ ràng rằng ở nhóm sử dụng omalizumab đã làm giảm nguy cơ tử vong tới 81% so với cái nhóm không được điều trị và theo dõi trong 16 đến 68 tuần, mức độ chứng cứ này mức độ ký yếu thôi. Thế nhưng về tỷ lệ nhập viện, rõ ràng nó làm cải thiện 84%, giảm đi 84% tỷ lệ nhập viện so với lại cái nhóm không được can thiệp bằng omalizumab. Cũng giống như vậy, ở bệnh nhân có tác dụng phụ thì rõ ràng cái nhóm mà sử dụng omalizumab làm giảm đi tới 28% cái tác dụng phụ đó. Về cái tiêu chí thì giảm sử dụng corticoid cũng như cái đợt kịch phát cần nhập viện, thì rõ ràng cái nhóm sử dụng omalizumab đó làm tăng cái khả năng bệnh nhân có thể rút ra được cái corticoid đường hít cũng như là đường, và tăng 2.5 lần so với là giảm đi phần nửa liều corticoid uống. Qua đó chúng ta thấy rằng rõ ràng omalizumab này nó có hiệu quả rất là rõ rệt, vũ khí hạng nặng, có ý nghĩa quan trọng, nó đem lại cái chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân tốt hơn qua nhiều tiêu chí, cụ thể là đợt kịch phát, nhưng người ta có thể đánh giá bằng cái như tiêu chí rõ rệt hơn, chính là cái đánh giá bằng cái GT,
tức là nhóm đánh giá hiệu quả tác dụng của một thuốc của một nhóm bác sĩ toàn cầu. Cái này nó đem ý nghĩa rất là tốt, xuất sắc đến tốt ở omalizumab rồi. Ngoài ra, nó còn những cái tiêu chí phụ mà phải có ở bệnh nhân kiểm soát hèn. Thế thì sao? Năm 2011, Phuket và Cộng sự làm một cái nghiên cứu này dựa vô để đánh giá rằng hiệu quả của omalizumab ở nhóm GT này. Thì rõ ràng, nó cải thiện rất là rõ ở nhóm bệnh nhân được sử dụng omalizumab so với nhóm giả dược. Cũng giống như vậy, thì ở nhóm bệnh nhân mà sử dụng omalizumab mặc dù chi phí nó cao đó, nhưng mà bệnh nhân hưởng lợi nhiều hơn, cái lợi ích nhiều hơn là họ cái chi phí họ phải bỏ ra. Rõ ràng rằng số ngày giảm triệu chứng rất là rõ, rõ ràng rằng bệnh nhân này có cải thiện về điểm chất lượng cuộc sống rất là tốt. Thế thì sao? Ở nhóm này chúng ta thấy được là có những bệnh nhân sử dụng omalizumab có đáp ứng, nhưng mà có nhóm đáp ứng tốt hơn, ta gọi là nhóm đáp ứng tốt hơn. Như thế, yếu tố nào giúp chúng ta lượng giá được yếu tố đáp ứng đó? Thì một nghiên cứu đời thực, nghiên cứu này nó giúp chúng ta đánh giá hiệu quả điều trị omalizumab và so với placebo thông qua các biomarker, cái chỉ dấu sinh học. Người ta thấy rằng ở nhóm mà có FNO thấp hay cao, hay là eosinophil trong máu có tăng cao hay là thấp, hay chỉ số periostin cao hay thấp, ở hai nhóm có hay không có can thiệp placebo. Kết quả chúng ta thấy được là ở nhóm mà FNO mà nhỏ hơn, lớn hơn 19,5 BBB thì rõ ràng rằng nó làm giảm đi tới 53% cái đợt xuất đợt kịch phát. Và ở nhóm có eosinophil tăng trên 260 làm giảm đi 32%, và nhóm có periostin lớn hơn 50% giảm đi 30%. Hiệu quả can thiệp có. Thế thì ở những nhóm đáp ứng như vậy thì liệu rằng nó có là ảnh hưởng gì hiệu quả của omalizumab ở nhóm eosin cao hay thấp, thì nó có khác nhau hay không? Người ta thấy rằng nó không khác nhau. Chất lượng cuộc sống bệnh nhân đem lại kết quả hầu như giống nhau ở hai nhóm này. Rồi rõ ràng ở nhóm mà có eosin cao hơn thì nó sẽ đem lại chất lượng cuộc sống hơn. Cái này đánh giá bằng cái thang điểm của VT. Thế thì sao? Thế liệu rằng omalizumab này nó có phụ thuộc vô cái ISR toàn phần hay không? Thì nghiên cứu này cho chúng ta thấy rằng cho dù cái ISR toàn phần của nó là thấp hay là cao thì rõ ràng đều có mức độ cải thiện về chất lượng cuộc sống, về tất cả các tiêu chí giống nhau. Từ đó năm 2020, Gina đã đưa ra một yếu tố để mình tương đoán được rằng liệu rằng mình sử dụng thuốc này đem hưởng lại nhiều hơn hay không. Nó chính là cái eosin trong máu, FNO và các chỉ số khác. Và cuối cùng chúng tôi xin chia sẻ các anh chị qua bệnh viện chúng tôi những cái ca lâm sàng chúng tôi đã đạt được bước đầu đem lại những kết quả ngoạn mục. Rõ ràng chúng ta ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chúng tôi đã có 4 bệnh nhân được thu dung vào cái chương trình này để theo dõi và điều trị với những đặc điểm lâm sàng khác nhau, với những giá trị eosin trong máu khác nhau, FNO khác nhau. Và trong đây có 3 nhóm chúng ta thấy được, tìm được cái kháng nguyên đặc hiệu. Ngoài ra có một nhóm, một bệnh nhân không tìm được kháng nguyên đặc hiệu. Tất cả bệnh nhân này đều được điều trị bằng kháng ISR. Kết cục đem lại rất là ngoan mục. Thời gian điều trị chúng tôi đang theo dõi từ 2 tháng cho đến 11 tháng. Bệnh nhân hiện cho đến hiện tại là 2 tháng điều trị. Và bệnh nhân dài nhất chúng tôi đang theo dõi là 11 tháng điều trị. Được điều trị. Cái liều khởi trị của tôi chỉ đơn giản là 2 lọ tiêm dưới da mỗi bên 1 lọ, và mỗi tháng 3 tháng đầu tiên thì mỗi tháng 4 lọ. Còn như sao chúng tôi thì sẽ đánh giá lại, rõ ràng sau 1 tháng thì cải thiện chất lượng cuộc sống rất là tốt, bệnh nhân chắc chắn giảm ngay nhu cầu sử dụng thuốc cắt cơ, giảm sử dụng corticoid, và sau 3 tháng thì hầu như bệnh nhân có thể giảm được liều ICS. Và có những bệnh nhân rất là nghèo lên khám bệnh hỏi bác sĩ ơi, cho tôi thêm một tuần nữa tôi lo thêm tiền để chích được 2 lọ, nhưng mà họ vẫn cố gắng và họ đã đạt được mức độ ban đầu. Đó chính là một bệnh nhân, thứ 4 này. Bệnh nhân này trong nhóm 3 bệnh nhân trên thì có tắc nghẽn đường thở, có tái cấu trúc đường thở, tắc nghẽn đường thở cố định rồi, nhưng ở bệnh nhân này chưa có tái cấu trúc đường thở nhưng mà cấp cứu liên tục trong vòng 3 tháng, cấp cứu 6 lần. Và bệnh nhân trong 1 tháng đầu tiên rất khó khăn nhưng mà đạt được cái ích lợi rõ rệt. Nói tóm lại, omalizumab là thuốc sinh học duy nhất tại Việt Nam chúng ta đã được khuyến cáo và điều trị cho bệnh nhân hèn nặng. Cái này có nhiều bằng chứng và chừng bằng chứng rất rõ rệt, omalizumab có hiệu quả mạnh mẽ
giảm tần suất đợt kịch phát và được đánh giá rằng rất tốt ở nhóm GT. Đặc biệt ba chỉ số sinh học là FAG trong máu, FNO và periostin và những cái yếu tố khởi phát lúc trẻ hay triệu chứng ho hay là tiếp xúc dị nguyên chính là những yếu tố để chúng ta đánh giá được cái đáp ứng của omalizumab cho bệnh nhân. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Trân trọng cảm ơn quý vị.